cô Lệ nói như là nền tảng khác ấy. Ừ. Tăng giảm hay có việc gì đâu. Ơ nick chỉ nói có vì làm sao đâu, nick của anh. Ôi mọi người biết lúc này là gầy là do gì không? Do mình bảo là mình về Việt Nam mình tăng cân, đang bán bạn đang bán cái hạt dẻ mật ong ấy, mình bảo là về Việt Nam mình tăng cân, xong mình rồi tăng quý, 5 cân. Mình tăng 5 cân, xong rồi quý anh bảo là em cũng tăng cân, em từ mấy nhỉ? Em từ 43 lên 45. Em từ 43 lên 45, xong rồi là TikTok. Cái TikTok mà cái bọn TikTok bên nước ngoài ấy nó nhắn tin về cho Đức Anh bằng tiếng Anh là sao mày bán cái hàng này? Sao mày bán cái mặt hàng này? Ăn vào mà bị là tăng được cân. Ủa? Alo? Tôi có bảo là tôi ăn cái này là tôi tăng cân đâu mà tôi bảo là tôi về Việt Nam. Tôi về Việt Nam tôi tăng cân. Đấy, ông TikTok à? Thì đã không biết tiếng Anh gì chứ. Không biết tiếng Anh rồi. Còn nhắn bằng tiếng Anh nữa. Xong rồi bắt mình cãi bằng tiếng Anh nữa. Thế mệt mỏi ghê cơ. Mà cãi nó không tin. Nó bảo là không. Còn mày bán hàng, bán cái ăn hạt dẻ mật ong mà có thể tăng cân. Mà đá nước ngoài không hiểu tiếng Việt thì thôi. Cái bọn AI này, AI này. Căng thật đấy. Căng như dây đàn. Căng. Đúng rồi, chán, chán lắm. Thì mình cãi bằng tiếng Nhật. Ở khi nào nói nó là nhắn tin bằng tiếng Nhật ấy. Khi nào nói nó là mày phải nhắn tin tao bằng tiếng Nhật. Ừ, tao mới biết. Chứ mày nhắn bằng tiếng Anh tao không biết. Ở do nick của quỷ anh là bị trước đấy bị 8 điểm thôi. 8 điểm thôi. 7 điểm. À 7 điểm thôi. Ăn một gầy lên 3 điểm luôn. Bình thường là một gầy lên 1 điểm là gỡ bình được. Bình thường là một gầy 1 điểm thôi, hoặc là một gầy 0 điểm. Một phát 3 vả luôn. Một phát 3 vả vào mặt luôn. À tức là hôm like 3 người này và một phát chỉ một phát quỷ anh, một phát em. Tức là một người một phát. Mà à chắc là tại thấy em với chị nói đấy rồi thêm đế được Đức Anh ở bên ngoài nữa. Mà nhá, bình thường nhá là nó phải cảnh báo trước xong nó phải ăn gậy. Đúng rồi. Mà đây không cảnh báo luôn. Cô Quế Anh bốn cái điểm gần nhất là tổng là 2 cái 3 và 2 cái 2 là 10 gậy. Gọn lón luôn. Gọn lón luôn. Nhưng nói gì mà bị gậy về em? Chỉ nói là về Việt Nam mà em tăng 5 cân, Quế Anh bảo là Quế Anh tăng 2 cân. Xong rồi đấy. Like của bạn đã vi phạm. Like của bạn đã vi phạm. Bạn bán sản phẩm mà Tăng cân. Ủa em có giải thích là nói chỉ nói là tăng cân là bản thân tăng cân chứ không phải là liên quan đến sản phẩm. Body shaming tức là mình nói người khác chứ không phải là mình nói mình. Mình đang nói mình tăng cân mà. Mình có bảo là ê ôi thằng Đức Anh này bây giờ tăng cân thật ấy. Xấu thế. Thằng này xấu thế. Cái dáng thằng này xấu thế. Đấy. Như thế mới là body shaming. Còn đây mình đang bảo là mình tăng cân mà. Vấn đề là cái chính sách của nó ấy. Thôi, biến hết rồi. Không bán sản phẩm tăng cân. Đấy, hiểu không? Thì tôi có bán hàng sản tăng cân. Sản phẩm hỗ trợ tăng cân. Còn đây là đây là chỉ gọi là chỉ gì? Cái gì mà chỉ hứng em nâng à? Cái gì? Chị kẻ tung người hứng. À kẻ tung người hứng. Đang nói về cái chuyện mà cân nặng ngoài lề. Chán chả muốn nói luôn. Thật. Like chưa có like nào mà nó ok đấy mọi người. Đúng không? Thật. Chưa có một viên like nào mà nó trôi chảy từ đầu đến cuối. Thôi lần sau rút kinh nghiệm đã rút kinh nghiệm rồi đấy mọi người. Đã hạn chế lắm rồi đấy. Hạn chế lắm rồi đấy. Đầu like em còn hỏi là các chị nhớ cái từ nào cấm không? Ô. Hạn chế lắm rồi đấy. Bình thường là lên live là nói chuyện nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ đã hạn chế nói lắm rồi. Hầu như là chỉ ngồi ăn thôi. Lâu lâu mới nói thôi. Nhưng mà mỗi lần nói phát là nói đi. Mỗi lần nói phát là đi vào lòng đất luôn. Ăn 3 điểm luôn, supply luôn. Ê hình như chưa có buổi live nào là ổn hết. Hay lần sau chúng ta ở nhà đi. Chị hỏi mọi người. Hay lần sau mình về nhà live đi. Chị hỏi mọi người muốn mình giếp này không? Ừ. Hỏi đâu. Chị hỏi đi. Để em xin deal nha. À đây. Mọi người có muốn mua cái dép này không? Đây, đây nữa. Của Boss. Cái này xinh á, đây là cái này này, đôi này này. Đôi này đeo thích. Đây đang gửi mẫu. Rẻ lắm mọi người, rẻ lắm. Siêu rẻ luôn. Cửa mà này, nó mà đi thích lắm. Cái này chắc phải 7 phân. Cao lắm. Mà đi thích lắm. Dày như này. Mà nhá, giá chỉ 1xx thôi. Hay bữa sau hai chỉ like Quang Linh Store đi.
Không, like quang link store thì bình thường bọn mình vẫn like quang link store mà. Chẳng qua là dạo này đồ chưa về cho nên là chưa like thôi. Mới có về. Còn bọn mình vẫn like cho quang link store mà. Basic ngắn tay thôi. Ai muốn mua basic ngắn tay vẫn đang có giá ưu đãi đấy. Lâu lâu vẫn like cho các nhãn hàng khác thôi mọi người ạ. Chứ không phải là ấy. Ở 20 này bên em chị Lệ like cho quang link store ấy. Mọi